Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Anh Tân Ánh nhá. Giới thiệu với các bác một lô hàng mới, quần áo ngụy trang rèn di nâu. Rèn di nâu thực tế như tôi đang mặc đây nhá. Đây. Màu này là màu rèn di, nó thiên về màu nâu, mình gọi nó là quần áo rèn di nâu. Đây tôi đang mặc thử một bộ đây. Cái bộ này nó sẽ có nhiều size đấy. Các bác mua hàng thì vui lòng cho biết chiều cao và cân nặng. Đối với tôi là cao hơn 1m6, nặng 53-54 cân. Thì tôi đang mặc cái bộ số 4 nhá, số 4 mà cái này nó đánh dấu là số 4B. Số 4B là đang vừa nhá. Còn các bác nào mà dưới 50 cân thì sẽ lấy bộ số 3. Nhá, lấy bộ số 3. Còn trên 50 cân đến gần 60 cân thì lấy bộ số 4 hoặc bộ số 5 hoặc bộ số 6. Nó sẽ có các size cho các bác này. Số 3, số 4, số 5 và số 6 đây này. Đây các bác nhá. Ví dụ như số này là size số 3 này. Size số 4 này, size số 5 này và size số 6. Thì cái này ấy, nó là cái mẫu mới không phải là mẫu cũ thôi nhé. Mẫu mới đánh theo cái số là 3B, 4B, 5B và 6B. Mẫu mới ở chỗ nào thì tôi đã mặc thử một bộ đây để cho các bạn xem này. Đối với cái mẫu cũ ấy là quần nó chỉ là quần túi trơn. Đối với mẫu mới này thì nó có quần túi hộp. Đây quần túi hộp này, có một túi hộp ở bên đùi gối nữa các bác nhé. Đây, đây là quần túi hộp. Thì cái mẫu này nó sẽ đắt hơn mẫu kia một chút. Cái mẫu cũ của tôi đã giới thiệu rồi ấy, thì giá nó là 201. Thì cái mẫu này là mẫu nó là đắt thêm 10.000 thôi. 220.000 nhá. 220.000 đã bao gồm cả cước phí rồi đấy các bác nhá. Cả cước phí chuyển phát nhanh về nhà cho các bác luôn rồi đấy. Đây nguyên bộ như này. Thì cũng chia sẻ luôn với các bác, đó là cái bộ này chất liệu vải. Nó là chất liệu vải bình thường thôi. Nó là hàng giá rẻ cho anh em mặc bảo hộ lao động, anh em mặc đi rừng, đi săn bẫy, độ ngụy trang rất là tốt. Cái mặt hàng này vải cũng khá là dày rồi, khá dày rồi nhá. Mẫu này là mẫu túi hộp này, và phía sau là túi phi mông này, là có cái miệng che giả này, là một bên có bên không nhá các bác nhá, một bên có túi, một bên này bên có túi này, còn bên này chỉ là cái miệng túi giả thôi, không có túi nhá. Túi phía bên sườn là túi chéo theo kiểu túi quần tây này, và phía dưới bên đùi gối này là túi hộp nhá. Thế giới bộ đồ đấy, các bác quan sát kỹ giúp tôi. Áo có cầu vai này nhé, có cầu vai nhé, có cầu vai này, có hai túi đằng trước, và áo là theo kiểu áo đóng cúc nhé. Cái này là mẫu rèn di bộ đội, màu rèn di nâu. Còn thế quần đây này, cái này thì cũng có trang trí thêm hai cúc ở bên đai này, rồi một cái giải dây này. Cái này tôi nghĩ là giúp cho các bác mà bị lỏng bụng ấy, là các bác sẽ như tôi là vừa rồi, các bạn bị lỏng ấy thì các bác sẽ kéo cái này lên này, đóng vào đây để giúp cho nó ngắn bớt đi. Đấy, kéo vào đây, đóng vào đây giúp cho nó ngắn bớt. Thế còn không thì nó là một cái đai, mấy cái ốc, mấy lại cái cúc để trang trí nhé, đai cúc trang trí. Đây, quần theo kiểu đóng cúc nhé, không phải kéo khóa đâu, đóng cúc. Đấy, đây là cái quần mẫu tôi đang mặc, cái mẫu này là mẫu số 4B. 201 một bộ, 220 nhé các bác nhé. 220 một bộ, 201 là cái mẫu cũ, là cái mẫu không có túi hộp. Còn 220 là cái mẫu có túi hộp các bác nhá. Mẫu có túi hộp như này. 220.000 một bộ, đã bao gồm cả phí rồi đấy. Phía ống chân nhé, vẫn có ốc, vẫn có cái cúc. Để các bác cần thiết mà cho gọn thì các bác sẽ đóng cúc lại, nó bó ống lại. Nhưng mà tôi thì tôi không thường bó ống lại như vậy, tôi thường để xuông như này nhé. Thế các bác xem kỹ chi tiết và cái bộ quần áo rèn di nâu. Thì đây tôi giới thiệu cái size này là size số 4 tôi đang mặc. Nhưng mà tất cả các size khác, size số 3, size số 5, size số 6 thì là cũng giống như size số 4 tôi mặc thế thôi. Nó chỉ khác nhau về size số thôi. Còn về cái về hình thức, về mẫu mã và màu thì hoàn toàn giống nhau. Giống như bộ tôi đang mặc đây nha các bác nhá. Các bác có quan sát kỹ. Rồi, các bác có nhu cầu mua vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. 220.000 một bộ, bao phí ship lên toàn quốc nhá. Đây các bác xem này, đây các bác xem chi tiết nhá, là màu và kiểu cách, đây là màu và kiểu cách. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.